Xin chào các bạn đã quay lại shop đồ cô gia Khánh của em nhé. Em chúc tất cả các bạn một ngày mới thật vui vẻ. Thì hôm nay là ngày 16 tháng 8. Hôm nay em lại tiếp tục lấy bằng nô vật câu cá này, cán vật, máy câu này và phụ kiện thổ cẩm. Thì trước khi giới thiệu chi tiết, em giới thiệu qua số điện thoại của em là 0878690999. Số điện thoại đã ghi trên góc màn hình. Bạn nào mua hàng liên hệ trực tiếp cho em hoặc này múc qua Zalo. Em báo giá trong video thu hùm bí ship mỗi đơn hàng gửi đi sẽ cộng thêm 20.000 và em sẽ ship code toàn quốc. Các bạn kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán tiền giúp em và giờ em sẽ giới thiệu chi tiết từ sản phẩm. Tôi tiếp mã số 1 hôm nay em lại giới thiệu bác một đôi găng tay gamma ca chữ gamma ca su nhé. Đôi này còn gần như là new mới nguyên 100%, nó chỉ không có mác tem, còn đâu là gần như new mới nguyên nhé, cực kỳ đẹp đấy. Gamma sẽ phối hai màu, màu đỏ và màu đen này, màu chủ đạo nhé, và có thêm một viền chữ vàng đấy nhé, viền chữ vàng gamma ca chữ đấy nhé, cực kỳ đẹp nhé. Đây cho bác xem này. Đấy, đôi này sẽ size N nhé. Đôi này bác nào tay từ vừa đến nhỏ đeo vẫn đẹp nhé, vừa nhỏ đẹp nhé. Đấy, đây size N nhé, và đôi này sẽ sản xuất tại Indonesia nhé. Đây giờ sẽ đeo nó xem luôn. Siêu phẩm đôi găng tay cực kỳ đẹp nhé. Đây khi đeo lên đang có một đôi kiểu dạng như này. Đây mặt trong nhé, mặt trong như này. Cực kỳ đẹp nhé. Đeo cực kỳ ôm sát tay luôn. Đây mặt trên sẽ như này. Đấy, tất ba cái hai ngón cuối này kiểu này dạng là bo tròn như này. Thành ra cái ngón này bác rô lên thì sẽ hơi nhăn. Bác kéo xuống này thì cực kỳ đẹp nhé. Đây, sẽ như này. Siêu phẩm nhé. Đôi này thì hợp vào tay vừa và nhỏ là đẹp nhé. Vừa nhỏ là đeo vừa nhé. Đấy nhé. Đấy, bắt vào tay to có thể bỏ qua cho em. Đấy nhé. Đôi găng tay mã số 1. Mã số 1 em có đôi găng tay gamma ca chữ gamma ca su. Một đôi găng tay siêu phẩm. Đôi này em thấy giá thị trường ở Việt Nam đang bán ở dưới khoảng tầm 1.1-1.3 trên một đôi này. 1.1-1.3 trên đôi nhé. Và đôi này ngoại hình nó gần như là new mới nguyên. Gần như mới nguyên 100% nhé. Cực kỳ đẹp nhé. Thì mã số 1 đôi găng tay gamma ca chữ gamma ca su size chữ N. Thì đôi em sẽ để giá là 600.000 mã số 1 chứ. Tiếp tục chuyển mã số 2. Và số 2 em giới thiệu, số 2 em có một cái lưới vợt nhé. Đây này, có giá 1.630 này, tương đương của tầm gần 300.000 giá thị trường giờ. Đấy nhé, đây lưới vợt nhé. Đấy, lưới vợt này là lưới mắt dày, lưới này cho bác bắt cá to cá nhỏ thoải mái nhé. Cái mắt này nó có đường kính hình vuông, nó chỉ có 1 cm vuông nhé, 1 cm vuông đấy. Đấy, và trên này này, phần trên này có dù nhé, có dù để cho chống đứt cước đấy nhé. Đấy, cực kỳ hay. Đấy, đây, xem chiều sâu của cái lưới này nó sẽ là bao nhiêu. Chiều sâu của lưới này cứ đường sâu 6-5 thôi nhé, và cái miệng này tương đương tầm miệng 60 nhé. Đấy, hoặc các bác có thể là cái mặt vợt 50 cũng có thể đeo vừa nhé, 50 đeo vừa nhé. Thì cái mã số 2 có một cái lưới vợt ISO, lưới vợt đơn đại, mắt dày 1 cm vuông. Đấy, chiều sâu 6-5 và chiều rộng nó đều từ 5-6 nhé. Đấy, thì là mã số 2, cái lưới vợt em sẽ để 100.000, mã số 2, 100.000 nhé. Tiếp tục chuyển sang mã số 3 em giới thiệu cho em có một cái ống gác cần đến hãng Mayho nhé, Made in Japan nhé, chuẩn nhất nhé. Ống này sẽ màu đen nhé. Đấy, riêng phần ống này nó sẽ là dạng nhựa đen trong đấy nhé. Đấy, chuẩn nhựa ABS nguyên sinh đấy nhé. Đây, vừa cực đẹp nhất. Trên phần nắp này nó có một cái phần viền bo đấy nhé. Nó bằng cao su mềm nhé. Khi bác chống cần, chống tình trạng xước cần này, xước chân máy câu nhé. Đấy nhé. Đấy, có phải tháo rời nhé. Đây này. Và sau có một cái ngàm cho bác để gắn một cái thùng câu của Mayho nhé. Đấy. Ngàm đấy nhé. Đây, bác có thể lắp ráp này vào. Lắp ráp. Đấy. Có cái để tháo cái chân này, có bác phải tháo rời nhé. Chân có thể tháo rời nhé. Đấy. Đấy. Một cái ống cần này. Cái ống này đây, kích thước chiều dài này dài 28 cm. Thì mã số 3, chứ ống cần Mayho này, ngoài hình đẹp. Chứ ống này em sẽ để cho nó 300.000, mã số 3 nhé. Tiếp tục chuyển sang mã số 4. Mã số 4 giới thiệu combo có 3 cái máy câu. Thì đầu tiên giới thiệu một chiếc máy câu này, máy câu full nhựa nhé. Chiếc máy này nó có size 200 này. Máy này size tương đương của tầm size 500 nhé. Nó rát kêu bao to luôn, rát kêu bao to nhé. Con này sử dụng 3 bậc đạn đấy. Đây, máy quay thẳng khá là bon nhé. Bác thể đổi tay trái phải nhé. Đây, con này trả ngược trả sau đầy đủ nhé. Đây này em đang khóa cho ngược này, mở cho ngược đấy nhé. Đấy nhé. Đấy, khóa cho ngược đấy. Bắt đầu. Con này nó bị nhờn cái chức năng khóa chân ngược vậy, vừa được mà. Đây này, con này bị nhờn chức năng khóa chân ngược nhé. Đây, đấy, con nào cũng phải là sửa chữa chưa, nói chung vẫn sử dụng được, vừa sử dụng xong đấy, nhưng mà giờ nó bị lỗi rồi. Đây này, đấy, cái con máy thứ nhất nhé, con máy gỗ nhé. Cái con này hoạt động bình thường. Đây, gạt cước ngon lành này. Đấy, con ăn cước vẫn còn chạy nhé. Ăn cước chạy bằng bi thôi nhé, đấy nhé. Đấy, rát kêu bao to, ta kêu bao to nhé, chưa ra này, kêu cực to nhé. Đấy, máy thứ nhất nhá. Tôi có máy thứ hai có một con máy Sport 9 sản xuất tại China, xuất chuyển nhật nhé. Con này thì là cuối kim loại, quay con này quay bao bon luôn. Con này thì hiện tại cái tay quay này không có cái núm nhá, nó chỉ có mỗi trục thôi. Đây này, quay bao ngon nhé. Con này thì có nguyên dây luôn, có cả sẵn dây
PE trong đây nhá, PE đây nhá. Đó, sử dụng thoải mái nhá. Cối sabun cối bằng kim loại nhá, đây mà. Đấy, rát kêu này, rát kêu bao đanh luôn, bao đanh đó, siết rát này, cực kỳ ngon nhá. Gạt cước này, gạt cước cực kỳ là này. Con ăn cước này, con ăn cước vẫn chạy bình thường nhá. Đây này, con ăn cước hơi bẩn chút, con này bác Hoàng đó nào về vệ sinh qua con này. Đây này, nó có hoạt động bình thường nên là coi nhiệt điện chạy bình thường nhé. Con này các bác có thể đổi tay trái phải đấy nhé, đổi tay trái phải đấy, đây này, đổi tay phải nhé, và trái ngược chặt sâu này, đây, đang mở trái ngược đấy, đấy em đang quay ngược đấy, đấy quay xuôi đây, quay xuôi nhé, đấy, khóa trái ngược hoạt động bình thường nhé, đấy, hoạt động bình thường nhé, đó. Con này nó chỉ có không có núm thì bác nào về có thể mua thêm cái núm gì à, nắp vào nó quay bình thường nhé, đây có đầy đủ cả dây nhé, đầy đủ cái dây PE nữa nhé. Tôi có máy thứ ba có một con máy tiếp theo, một con máy là con máy có tên là Chansi RGI nhé, một con máy chuyên khu mực này, chuyên khu mực nhé. Đấy, hoạt động bình thường, quay bao ngon luôn, quay ngon nhé. Đấy, đây, gập tay quay đầy đủ này, gập tay quay đầy đủ này. Đấy, mở ra này, đấy, gập đấy nhé. Đấy, hay nhé. Con này các bác phải đổi tay trái phải được. Con này dạng tay quay siết cốt nhé, tay quay siết cốt đây nhé, đấy nhé. Tay quay siết cốt đấy. Đấy, và con này thì chẳng ngược chẳng xuôi này. Đây, nó đang mở chẳng ngược nhé. Đấy, khóa chẳng ngược này, đây này, khóa chẳng ngược này. Đấy, cực kỳ nhạy nhé, cực nhạy nhé. Đây, ngoài hình máy con này còn khá đẹp, cũng có sơn nhưng mà sơn ít nhé, có sơn sơn ít nhé, ngoài hình còn khá đẹp nhé. Cối thì là cối kim loại, kêu bao đanh luôn, bao đanh nhé. Con này đang sử dụng một cuộn dù màu trắng đấy nhé. Đây có dù PE sẵn nhé, đấy siết ra đấy, siết ra đấy, ra kêu cực kỳ đanh luôn, cực kỳ đanh đấy, đấy các bạn nhìn đấy. Và gạt cước đây, đây gạt cước con này nhé, gạt cước con này nhé, gạt cước con này nhé. Đấy, này tương tự nhé, con năng cước còn khá là sáng nhé. Con này thì nó hơi bẩn chút thôi, còn hoạt động bình thường đấy này. Đấy, mình con này bao là về vệ sinh quan ok nhé. Đấy, mọi chức năng full ok nhé, full ok nhé. Đây, một con máy kiểu dáng này. Đấy, thì là combo có ba con máy là mã số 4, ba con máy này em sẽ để cho bác là giá 250.000 nhé, mã số 4 250.000 gồm ba con máy này nhé. Nhé, tôi tiếp tục chuyển sang mã số 5. Mã số 5 dưới thì bác một chiếc quạt đầu tiên, một chiếc quạt câu ISO này, vượt câu đơn đài này, vượt câu nục đều ok nhé. Đấy, một chiếc vật của thế. Chiếc vật này khung của nó là khung thép hợp kim. Thép hợp kim khung gì? Thép kim gì nhá? Thép trắng nhá. Thép dạng thép đặc luôn nhá. Đây thép đặc nhá. Tất cả phần bền này luôn này, cực kỳ đẹp luôn. Trước mặt vật này còn khá là mới nhá. Đây này, riêng một khung luôn này, cực kỳ đẹp luôn. Còn gần như new mới nhá. Đấy, hình tròn nhá. Con này thì vẫn sử dụng là gen thô 12 chuẩn nhật đấy. Đấy. Và bát dạng bát đèn. Đấy, bác chỉ đè vào bác siết ốc. Cán vật và phát thì tự nó chặt lại, còn tất cả phần mềm bản này này còn cực kỳ đẹp luôn, đây bản này cực kỳ đẹp nhé. Đấy, đấy. Và lưới cước con này sử dụng lưới cước size 12, lưới màu tím này nhé. Mắt khá là dày, mắt này nó rơi của tầm 1,5 phân rưỡi nhé. Đây là 1,5 phân nhé, 1,5 phân vuông nhé. Đấy, đấy, đấy. Đấy, chiều sâu khá là sâu nhé. Thì chiếc vần mã số 5 chúng ta được, bác có thể gấp gọn được, đây bác có thể gấp gọn được cái này nhé. Đấy, bác có thể gấp gọn cực kỳ tiện nhé, đút vào túi câu này, đút ba lô thoải mái nhé, túi câu ba lô thoải mái nhé. Đấy, cái bác bung ra này bác mở dưới âm nửa hình tròn cái đó đấy, rồi bác lật nốt châm nửa hình bán nguyệt này nữa đấy, và đè cái bát này vào, xỏ cái bát này vào phát là nào ok nhé, xỏ bát ok đấy, đấy nhé. Và con này báo luôn cái phần lưới chỗ này này, đấy nó có một hai mắt, nó đứt mất một mắt nhưng nó không ảnh hưởng cả nhé. Thì đứt mắt bác lại luồn về cái chỗ gen này này để tránh tình trạng nó sắt vào đây nó bị đứt nhé, sắt đấy đứt nhé. Đấy nhé, nhiều bác không sử dụng quen, bác hay xỏ cái dây này nó chui trong đây này, đấy bác siết này hay bị đứt nhé. Đấy nhé, đấy nói chung này cái này thành một điểm thoáng luôn cho đỡ đứt con nhé, đứt nhé. Đấy, hoạt động bình thường nhé. Thì chiếc vợt này, chiếc vợt mã số 5, chiếc vợt này nó có đường kính hình tròn sẽ là 45 cm, và chiều sâu của cái lưới này sẽ sâu 70 cm nhé. Thì chiếc vợt mã số 5 này em sẽ để giá là 220.000, mã số 5 220.000 nhé, cực kỳ đẹp luôn. Tiếp tục chuyển sang mã số 6, chiếc vợt này cũng là cái mặt khung này, mặt khung sử dụng là thép trắng không gì, thép đặc nhé, bao cứng cáp đấy. Đấy, gen nó vẫn sử dụng gen 12 nhé, bát đèn nhé. Cái bát này bác về chỉ có dùng cái đây này, bát này này bác về chỉ có dùng cái cán vợt để bác xoáy vào phát thì nó siết chặt đấy nhé, tự siết chặt đấy nhé. Đấy nhé. Đấy, gen thu chuẩn nhật nhé. Tôi tụng tất cả phần bản này này, bản này không như này, bản này cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ sắc nét nhé, bao chắc chắn nhé, đều được đóng đinh tán nhé, cực kỳ chắc chắn đi. Đấy, và lưới cước con này sử dụng lưới cước 12, cái mắt vợt này tương đương của tầm 2 cm vuông thì đấy, bác bắt cá to cá nhỏ thoải mái nhé. Đây lưới cực kỳ đẹp luôn, cực đẹp nhé. Thì chiếc vợt mã số 6, chiếc vợt này đường kính vành vợt nó sẽ là 40 cm, đường kính 40 cm, và chiều sâu của cái lưới này sẽ là 57 cm. Chiếc vợt mã số 6 này em sẽ để giá là 220.000, mã số 6 220.000 nhé. Tiếp tục
số 7. Mã số 7 tôi cho một chút. Và tiếp theo, đây một chút khung vừa tiếp theo đây nhá. Chiếc khung vừa là sử dụng thép trắng không gỉ, nhưng mà thép dạng là thép rỗng nhá, thép siêu nhẹ đấy nhá. Khung sẽ to hơn nhưng bên trong sẽ là rỗng nhá, bên trong sẽ rỗng thôi nhá. Đây, bên trong khung này. Đây bản này đây, cực kỳ đẹp. Đây bản này chính nhá. Bản này chính nhá. Đấy, bản này cũ đấy nhá. Đấy. Và tiếp tục phần bát, phần gen. Gen vẫn là dùng gen 12, gen thô chuẩn Nhật. Bát là bát vuông, bát đè nhá, bát đè nhá. Đấy. Cái này bác phải chỉ siết ốc phát tự cái bát là nó kết nối với nhau thôi nhá, kết nối với nhau nhá. Đây. Đấy. Và lưới cước của này sử dụng lưới cước size số 10, lưới cước size 10. Và cái hình vuông này nó tương đương khoảng tầm 2 cm vuông đây nhá. Đấy. 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 Lưới khá sâu. Lưới của dạng bốn màu, màu hồng này, màu cam này, màu xanh này, màu xanh dương nhá. Đây bốn màu đấy nhá. Bốn màu đấy nhá. Đây chuẩn nhá. Đấy. Vành vợt khá đẹp. Thì chú vợt mã số 7, chú vợt này thì có đường kính là 70 cm, đường kính 70 cm, và chiều sâu của cái lưới này chiều sâu 64 cm. Chiều sâu 64 cm nhá. Thì chú vợt mã số 7 em sẽ để giá là 240.000 mã số 7 nhá. Tiếp tục mã số 8. Mã số 8 là sới một chiếc vành vợt tiếp theo, một chiếc vành vợt này bao cứng như bác luôn. Bác nào mua cái vành này về hớt sàn hàng của máy bao cứng nhá. Đây, vành vợt 8 này. Đây. Vành này dạng là dạng thép, là thép hợp kim nhôm đặc, thép kim nhôm đặc nhưng mà siêu dày nhá. Bao dày bác nhá. Đây, cực kỳ là dày đấy nhá. Đấy mặt bên này sẽ là bo tròn này, mặt bên này tròn này. Mặt bên này sẽ là bo thẳng nhá. Đây, bo thẳng vuông góc nhá. Đây, góc này đấy thì nó tăng độ cứng nó cực kỳ là cao luôn, cực kỳ là cao luôn. Một chiếc vật kiểu dáng này đấy. Thì chiếc vật này thì là phần khung này, khung thép hợp kim nhôm đặc, tất cả phần bàn này, bản này là bản này ghép nhé, bản này ghép, bản này thì các bác có thể là gấp gọn như thế này, đây sẽ gấp luôn cho bạn nhé. Đây bản này là bản bè kiểu dạng gấp đùn như này nhé đấy nhé. Đấy, và khi bác sử dụng bác chỉ đùn này ra, không phải mở nhé. Đây này, bác chỉ kéo vào đây, bác gặp vào đấy, khi sử dụng bác chỉ đùn ra như này, đùn ra sẽ được một cái vật như này đấy nhé. Gen vẫn là gen 12, gen thô chuẩn Nhật đấy nhá, gen thô chuẩn Nhật nhé. Bát chữ gen nhé, bát cực kỳ xịn sò luôn. Đây tất cả bộ này với này, đấy, cực kỳ đẹp nhé. Và cái lưới vợt này sẽ là lưới tương đương size số 12, size số 2, và đường kính hình vuông này nó tương đương khoảng tầm 2 cm, đường kính vuông khoảng tầm 2 cm nhé, 2 cm nhé. Đấy cực kỳ đẹp, lưới khá là dày dặn nhé. Thì chiếc vợt mã số 7, chiếc vợt này có đường kính là mã số 8 nhé, xin lỗi bác, mã số 8 này đường kính nó sẽ là 46 cm, đường kính 46 cm, và chiều sâu của cái lưới này tương đương 70 cm, chiều sâu 70 cm nhé. Và chiếc vợt mã số 8 này em sẽ để giá là 240.000 mã số 8 nhé. Tiếp tục chuyển sang mã số 9 được sử dụng chiếc vành vợt tiếp theo. Chiếc vợt này sẽ sử dụng thép hợp kim nhôm siêu nhẹ, thép đặc nhé, và sẽ sơn phủ màu đen này, sơn phủ đen nhé. Đấy. Bản này thì là tất cả này được đóng đinh tán bằng đồng nhé, đây. Phần khung này bao đẹp, bao nét đó nhé. Đấy. Và bát vẫn là bát vuông như thế này. Đấy, bát đè đấy bác nhé. Đấy, bát đè đây. Đấy, bát vuông như thế này. Khi bác mà muốn sử dụng bác chỉ gập được vào. Đấy, bác siết cái cán vợt phát tự nó tự khắc chặt lại như thế này nhé. Đấy. Nhưng phần khung vợt này còn cực kỳ đẹp. Ít xước còn gần như là mới nhé, gần như mới nhé. Và lưới cước ở mặt vợt này lưới tương đương lưới size số 11 nhé. Đấy. 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 Và cái đường kính của hình vuông này tương đương khoảng tầm 1,5 cm nhé. Đấy. 1,5 cm vuông đi nhé. Đây chiều này. Chiều sâu đây. Lưới phun màu hồng nhé. Thì chiếc vợt mã số 9 có đường kính là 44 cm, đường kính 44 cm, và chiều sâu của cái lưới này tương đương 55 cm nhé. Mã số 9 em sẽ để giá 200.000. Tất cả vợt thì em đều có thể gấp gọn nhé. Em sẽ gấp cho bác thêm một cái nữa này. Đây, cho bác tháo ra này. Đây, bác gập này. Em sẽ ra một chiếc vợt cực kỳ là gọn gàng đấy, cực gọn gàng như đấy. Khi bác muốn mở ra, bác bung cho em nửa hình tròn này, nửa hình bán nguyệt trước nhá, nửa hình bán nguyệt này nhé. Đấy. Rồi tiếp tục bác đặt nốt cho em nửa hình như này nữa. Đấy thì sẽ ra một chiếc vợt nhá, như này nhá. Thì chiếc vợt mã số 9, vợt này em sẽ để giá là 5678 này, chiếc vợt mã số 9 chiếc vợt này em sẽ để bác là giá là 200.000, mã số 9 200.000 chiếc vợt này nhá. Tiếp tục chuyển sang mã số 10 sẽ là một chiếc vợt tiếp theo, một chiếc vợt là siêu bạo lực này. Đây các bạn nhìn này, lưới cước bện nhé, cực kỳ dày dặn. Một chiếc vợt này sẽ là khung là thép hợp kim nhôm không gỉ nhé, thép đặc đấy nhé, các nhìn này, đặc nhé, đây tách vào bản này đóng cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ chi tiết nhé, đây, cực kỳ đẹp của anh. Đấy, phần khung thép trắng không gỉ nhé, thép hợp kim nhôm không gỉ. Đây là phần bát này, bát cực kỳ xịn sò luôn, cực xịn sò. Bát vẫn là dạng bát đè thôi, nhưng mà bát này nó thiết kế kiểu là đẹp hơn. Đây này, trong này này nó sẽ có đây, trong này các bác nhá, đây này các bác nhìn hình vuông đâu, đây này
có một hình vuông nhé, bác đèo đây này, đây để tránh trơn trượt nhé, tránh trơn trượt có thể lệch gen đấy nhé, lệch gen nhé, đấy gen này vẫn là gen 12, gen thô chuẩn nhật nhé, bác chỉ có đóng cái cán vạ, cán vợt và phát là bác sử dụng được luôn nhé, đấy nhé, đấy. Đây, rồi tiếp tục phần lưới, lưới như là lưới là lưới cước bệ, lưới cước bệ nhé, cực kỳ dạn và đường kính hình vuông này, cứ đường tầm 2 cm, 2 cm nhé, đấy nhé, đấy nhé. Đấy, xem đấy. Đấy, lưới thì cực kỳ dễ dàng nhé, cho bác săn hàng cho chấm đen thoải mái, không giờ sợ rách nhé, không giờ sợ rách nhé. Thì chú vật mã số 10, chú vật này có đường kính là 45 cm và chiều sâu của cái lưới là sâu 65 cm nhé. Thì chú vật mã số 10 em sẽ để giá là 220.000 và đều có thể gấp gọn nhé, đều có thể gấp gọn đằng này đấy nhé, đấy có đều gấp gọn này nhé, đấy bung ra này, đấy chỗ dáng này. Thì chú vật mã số 10 em sẽ để giá là 220.000 cho 10 nhé. Tiếp tục mã số 11, em sới đem vào chiếc vợt tiếp theo, một chiếc vành vợt này sử dụng thép hợp kim nhôm không gì, thép kim nhôm không gì, tất hoàn vành cực kỳ đẹp nhé. Đấy. Và thép này vốn dĩ nó sẽ là màu trắng thì người ta đã sơn thêm phủ thêm nó màu đen nhé, thêm màu đen nhé, nhìn cực đẹp nhé. Bản này đóng bằng đinh tán nhé, đồng nhé, đi đồng nhé, đấy. Đây tất cả đinh tán đồng bằng đồng nhé, đấy cực đẹp, đấy sơn màu đen nhé. Và bát là bát vuông nhé, bát chữ Z vuông này, như này bát đè nhé, gen nó sử dụng gen thô, gen 12 thô chuẩn nhật nhé, đấy, đó. Và lưới size số 12, lưới cước size số 12 nhé, bệ cực kỳ là dày nhé, cực kỳ dày nhé, bát cá to cái nhỏ thoải mái nhé, cá to cái nhỏ thoải mái nhé. Đây vật này tất cả vật này các bác gấp gọn được, em sẽ gấp cho xem trước, đây, có thể đều gấp gọn được này, gấp gọn nhé, cực kỳ gọn, đấy. Khi các bác mở ra bác bung giúp em lưới tròn này, đấy, và bác lật giúp em lưới tròn này, đấy và khép nốt cái bát vào nhau, đây ghép nốt cái bát vào nhau là bác sử dụng bình thường nhé, thì chiếc vành vợt, vành vợt mã số 11, chiếc vành vợt này có đường kính là 44 cm, đường kính hình tròn là 44 cm và chiều sâu của cái lưới này, chiều sâu của cái lưới là sâu 65 cm nhé, lưới thì lưới cực xịn xó luôn. Thì là mã số 11, chiếc vợt này em sẽ để giá là 200.000 mã số 11 nhé. Tiếp tục mã số 12, tới bao nhiêu một chiếc vành vợt size lớn, một chiếc vành vợt size lớn nhé, chiếc vành vợt này là vân dư một khung này, nó sử dụng thép hợp kim nhôm không chỉ sơn đen nhé, đây thép kim nhôm, thép đặc nhé, đặc nhé, và tất cả phần bản nề này, đều được đóng đinh tán, đinh đồng nhé, đây nhé, đây xem này, tất cả phần nề đóng đinh đồng nhé, cực xịn xò nhé. Và bát này, bát là bát vuông, bát đè này nhé. Gen vẫn sử dụng gen thô chuẩn nhất, gen 12 đấy, bát này, bát đè này nhé. Và vật tất cả thằng vật em đều có thể gấp gọn được này, đều gấp gọn này nhé. Bác nhét túi câu nhé, bao lô thoải mái luôn, khi sử dụng bác mở rơm lưới cho này, đấy, và đặt nốt lưới cho này ra và ghép nốt cái bát này vào, đấy, ghép cái bát này vào vào là bác sử dụng bình thường nhé. Đây, đây bác lưu ý một chút đây này, tất cả phần bát này nhé, để bác khi bác nhét bát vào ấy, bác rút cho em tất cả phần dây cước này ra, phần lưới cước ra nhé. Đấy bác nhét chỉ bát không thôi để tránh tình trạng đứt lưới cước nhé, đấy. Đấy. Thì chúng ta đây là chú vật mã số 12, chú vật này có đường kính hình tròn là 55 cm, đường tròn nó 5 cm và chiều sâu của cái lưới này sâu 62 cm nhé. Thì chú vật mã số 12, chú vật em sẽ để giá là 220.000, mã số 12 220.000 nhé. Tiếp tục chuyển sang mã số 13. Mã số 13 sẽ chuyển sang cán vợt. Hôm nay về được vài chiếc cán vợt để cho bác trước. Đầu tiên sẽ điểm không chiếc cán vợt này đến từ hãng Alpha Taco nhé, sản xuất Korea nhé, cán vợt carbon nhé, đấy nhá, carbon nhé. Đấy. Chiếc cán vợt này sẽ dài 6 m, dài 6 m đấy. Đấy. Bộ đồ fighter nhé, màu cho màu xám như đây. Đấy. Đây là một chiếc cán vợt của xám. Đấy. Gen vẫn là sử dụng gen 12 nhé, gen 12 đây nhé. Đấy, anh em cho bác xem trong đây này, phôi bên trong cực kỳ đẹp nhá, cũng có xước mà cực kỳ ít nhá, cũng có xước nhưng cực kỳ ít nhá. Đây phôi bên này, phôi cực kỳ đẹp luôn, đây bên trong phôi này cực kỳ đẹp nhá, đây nhá, phôi màu xám nhá, đây cực kỳ đẹp nhá, đây cũng có xước mà xước nhẹ nhá. Đây thì chiếc vợt này tổng cộng sẽ có 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, tổng cộng 6 nóng nhé. Đấy nhá, chiếc vật 6 m tổng cộng sẽ 6 nóng nhé. Đấy nhá, một chiếc cán vật carbon đến từ hãng Alpha Taco sản xuất Korea nhé. Thì chiếc vật mã số 13 này, mã số 13 một chiếc cán vật carbon em sẽ để giá là 600.000 mã số 13 nhé. Tiếp tục mã số 14. Mã số 14 năm sới thì ban có một chiếc cán vật đến từ hãng Siemens đến Hàn Quốc nhé. Đây một chiếc cán vợt carbon, đây hai carbon rod đấy nhé. Đấy chiếc cán vợt này có dài 54 đấy nhé. Đấy nhé, có phối giữa màu xám này, phần tay cầm thì nó sẽ sơn nhám cầm cực chắc chắn nhé, còn lên trên này sẽ sơn bóng nên trên này sẽ sơn nhám thiệt nhé, phối giữa ba màu đấy. Và chiếc vợt vẫn là sử dụng gen 12, gen thô chuẩn nhất nhé. Chiếc vợt tổng cộng đang có là 1 nóng này, 2 nóng này,
3 nóng này, 4 nóng này. Chúng ta sử dụng 5 nóng nhé, để cho bác xem phôi trong phôi này, phôi trong khá đẹp nhé. Nói chung đã qua sử dụng thành ra này vẫn có xước, nhưng đánh giá của hình còn đẹp nhé, đánh giá của hình còn khá đẹp nhé, nó không bị xước tồi tệ đấy, nói chung đánh giá còn đẹp nhé. Tiếp tục là tiếp theo này, đây nóng này, nóng là hơi xước chút đấy nhé, đây này có nhìn rõ hơi xước chút đấy nhé. Đấy nói chung là đánh giá của hình vẫn còn nhìn được, cũng còn đẹp quá nhá, đây chỗ dám. Thì chiếc vợt là chiếc vợt chiếc cán vợt mã số 14, mã số 14 nó có một chiếc cán vợt đến từ hãng siêu mát, một hãng đồ câu đến từ Hàn Quốc, có thông số là dài 54, một chiếc cán vợt carbon em sẽ đẩy giá là 450.000, mã số 14 nhé. Tiếp tục mã số 15 em sẽ để bạn có một chiếc cán vợt, một chiếc cán vợt dài 42 nhé, một chiếc cán vợt fit nhé, cán vợt fit nhé, đây thân khá to này, phần khá to đấy, đấy đế đây, đế đây nhá, đấy nhá, đấy một chiếc cán vợt, tất cả dòng vợt này đa số vẫn sử dụng gen 12 nhé, đây gen 12 cho thô chuẩn nhật nhé, quan nhìn cái bát gen này cực kỳ hầm hố luôn, cực hầm hố nhé, đấy nhá, đây phần phôi đây, phôi quan nhìn này, đấy. Phôi bên trong thì nó còn khá đẹp, đấy có một hai chỗ kiểu nổ sơn nhẹ đấy nhá, nổ sơn tí đấy, còn đánh giá đẹp đấy, phôi dưới này quan nhìn này còn đẹp, tiếp tục phôi chiên tiếp theo này. Đấy, cũng hơi nổ sơn nhẹ nhé, hơi nổ sơn nhẹ đấy nhé, nghe là đây kiểu dáng nhé. Thì chiếc cán vợt mã số 15 lại có một chiếc cán vợt fit dài 4m42, chiếc cán vợt này có tổng cộng là 1 này 2 này 3 này, tổng cộng 4 nóng nhé đấy nhé. Thì chiếc cán vợt mã số 15 lại có một chiếc cán vợt hàn nội địa dài 42, chất liệu bằng fit, chiếc cán vợt em sẽ để giá là 250.000, mã số 15 250.000 nhé. Tiếp tục mã số 16 mình sẽ được bằng con vật tiếp theo, một con vật là dài 36 này, chiếc cán vật người ta quấn chỉ này từ phần trên này này xuống cái phần dưới này nhé. Đấy nó cầm khi cầm tay cực kỳ chắc chắn, cực kỳ chắc chắn nhé. Đây có phần móc treo đầy đủ này đấy nhé, đế nhựa đế sắt đế bằng đồng nhé. À, đế cuối nhé, đây lên trên này có ghi thông số này 36 nhé, 36 nhân 3 khúc đây có 3 đọt nhé. Chiếc cán vật đã qua sử dụng thì nhá, có bị chảy xước nhé, có bị chảy xước nhẹ đấy nhé. Tại vì cán vợt thì hai con quật thì không thể tránh được. Đây cho bác xem phần bát này, phần bát gen này, bát gen nhìn này cực kỳ mối nhé, cực kỳ mối nhé. Đây gen vẫn sử dụng gen 12 nhé, đây không có gen này, gen 12 nhé, gen đồng nhé, gen đồng nhé, đây cực sự xó nhé. Tiếp tục đây em giới thiệu qua phần nóng này, đây nóng đã qua sử dụng thì có xước nhé, có xước đấy nhé. Đây có xước đấy nhé. Đấy, tiếp tục nóng thứ hai nóng thứ hai cũng bị xước đấy nhé, đây bị xước nhẹ đấy nhé. Đấy, thì là chiếc cán vợt mã số 16 em có một chiếc cán vợt nào một fit dài 36 có 3 nóng, thì chiếc cán vợt mã số 16 em sẽ để giá là 250.000, mã số 16 250.000 chiếc cán vợt đấy nhá. Tiếp tục mã số 17 tới thì bao nhiêu chiếc cán vợt tiếp theo, một chiếc cán vợt này xem chiều dài này, một chiếc cán vợt đến hãng SZS Fishing Road đấy nhá, đấy nhá, đấy cái cán vợt của hình còn khá đẹp này, khá đẹp, màu sẽ màu kiểu màu cánh rán nhé, cánh rán đấy nhé. Thì trên này em sẽ đo xem nào, cái thông số bao nhiêu, sẽ đo một nóng này, siêu ít xước, siêu ít xước nhá, cực kỳ đẹp đây này. Đấy, nóng thứ hai này, đây nóng thứ hai nhá, đấy có nhìn này cực kỳ đẹp nhá. Đó, tiếp tục nóng thứ ba này, siêu đẹp luôn, chiếc cán nó còn gần như là new mới nhá, gần như là mới nhá, cực đẹp đấy nhá. Đấy, thì mã số 17 em có một chiếc cán vợt dài 4,5m, 4 nóng, ngoại hình cực kỳ đẹp nhá, đấy nhá. Là chất liệu là bằng fit, chất liệu bằng fit, gen vẫn gen chiếu vẫn là gen 12, gen tô chuẩn nhất nhá. Thì chiếc cán vợt mã số 17 em sẽ để giá là 250.000, mã số 17 nhá. Tiếp tục mã số 18 dưới đây có chiếc cán vợt tiếp theo, một chiếc cán vợt tiếp theo, chiếc cán vợt này sẽ dài là dài 39, một chiếc cán vợt dài 39 nhé, đến từ hãng Imazaki Fishing Rod đấy nhé, là chất liệu fit nhé, có dây đeo khoác đầy đủ này, đấy, đấy. Và phần đế là người ta quấn chỉ này cực kỳ đẹp luôn, quấn chỉ thủ công đấy, có dây đeo đầy đủ nhé, đây đấy. Và chiếc cán vợt vẫn sử dụng gen 12, gen thô chuẩn nhật nhá, gen thô chuẩn nhật nhá, gen đồng nhá, cực xịn xò nhá, chống han chỉ nhá, đây nhá, đấy. Đây, đây cho bác xem nóng đầu tiên này cực kỳ đẹp luôn, nóng này sẽ không xước luôn, nóng đầu tiên sẽ không xước nhá, cực đẹp nhá. Tiếp tục nóng thứ hai có hơi xước nhẹ này, có một đường xước này do cho cát nhá, có duy nhất đường xước chỗ này thôi,
lốc cát này. Đây, lốc thứ hai tương đối đẹp. Cái lốc thứ ba, lốc ba thì sẽ sức nhiều hơn chút đây này. Lốc thứ ba sẽ sức nhiều hơn chút tại vì này để gần tay mình cầm ấy, khi chúng ta cho quăng quật ấy không tránh được sức này, có hơi sức nhẹ đấy nhá. Hơi sức nhẹ này. Đấy. Thì trước 8:39 tổng cộng nó có 1 này, 2 này, 3 này, 4 nóng nhá, tổng cộng 4 nóng. Chứ vừa cán vợt mã số 18, một chiếc cán vợt đến hãng Shimazaki nhá, mã số 18. Có thông số mà dài 3m9, dài 3m9 gồm có 4 nóng, chiếc cán vợt mã số 18. Em sẽ để giá là 250.000, mã số 18 250.000 nhá. Tiếp tục mã số 19 năm sới điệu có một chiếc phao đi, một quả phao đến hãng Jojori nhá, quả phao là dài sẽ dài 1m6, dài 1m6 nhá. Cho bắt đầu việc sưu tầm đây nhá. Phao đó là phao nhựa nhá, có nhựa nhá. Đấy. Đây, chiếc phao nó có thể lắp ráp. Đây này, chỗ này em có một cái gen này các bạn này. Bạn nhìn thấy gen không? Cái gen này bạn sẽ bắt vào cái đầu này, cái đầu nhá. Đấy. Thì khi mà thu gọn đấy, thu gọn chiếc phao nó to. Thu gọn khoảng tầm 8-5 cm, 82 cm. Khi bác cắm đủ chi tiết đây này, cắm cái chân này, lấy ngọn này mà, thì bác đo sẽ được cái quả phao này sẽ đủ khoảng tầm 1m6, cắm vào khoảng tầm 1m6 nhé. Đấy, đây này, đấy nhá. Có giá biết là 2.600 biên này, giá khá là cao nhất. Thì cái quả phao này em sẽ bán cho bác sưu tầm, mã số 19 của phao sẽ để 120.000 cho bác nào về sưu tầm nhé. Đây là clip này, bác tổng cộng 19 mã tập cẩm các loại, từ vợt này, cán vợt này, máy câu này, ở tay quay này, phao câu tập cẩm này em sẽ cho bác tổng cộng là 19 mã. Thì ưng mã nào, thích mã nào liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0878690999 để chốt hàng trực tiếp. Còn bây giờ phải dừng video, hẹn bác video tiếp theo. Bye bye.